tại ở vùng biển của quê Bình Thuận các bạn. Thì phía sau lưng mình là một ngôi đền. Hiện tại là cái ngôi đền này cũng thuộc là cái ngôi đền cổ các bạn. Còn lúc nãy mình có đọc sơ qua ký về lịch sử, hình như ngôi đền này có khoảng tầm 300 năm các bạn, 300 năm hơn. Thì cái ngôi đền này về phong thủy thì hướng mặt ra biển các bạn. Đây. Thì cái kênh của mình chuyên gia quay những cái ngôi mộ cổ và những ngôi đền cổ và những ngôi chùa. Thì hôm nay mình sẽ về Bình Thuận, mình review cho các bạn thấy là một cái ngôi đền. Ở đây ngôi đền này cũng được 300 năm tuổi hơn rồi các bạn. Thì cái ngôi đền này theo mình nhận xét thì thấy có khả năng thì cũng không có sửa chữa gì nhiều các bạn ạ. Tại khi vào thì chỉ có một số ít là được sửa sang lại về cái đền gạch và những cái ấy thôi. Chứ ngoài ra thì mình thấy cái cổng ở đây thì mình thấy có hai cổng các bạn. Cổng xây tương đối rất là dày, tầm khoảng cái này phải tầm khoảng hơn 2 mét, cổng xây là phải hơn 2 mét các bạn. Thì cũng giống như bao nhiêu ngôi đền cổ khác thì mình đã đi rất là nhiều ngôi mộ cổ và nhiều cái chỗ mà ngôi miếu cổ hay là những ngôi chùa các bạn, thường 300 năm, 400 năm. Nhưng mà hôm nay thì mình cũng ở Bình Thuận thời gian rất là lâu, nhưng mà ít khi nào mà mình thấy một cái đền, hầu như là mình cũng chưa dây luôn các bạn. Thì ở đây là mình vừa hỏi qua ngôi đền này là khoảng hơn 300 tuổi rồi. Thì các bạn không tin thì mình sẽ tới đây và review cho các bạn thấy ngay cái bên kia này. Còn phía sau nữa, nhiều cảnh đúng là mình thấy rất là cổ luôn. Nếu mình ước lượng thấy thì theo qua sửa chữa thì nó có thể là thay đổi ít nhiều. Nhưng mà đây các bạn thấy là, đây các bạn, cái bia này cho thấy là đây là đình Bình An, được tạo dựng vào năm Canh Thìn, năm 1700, tức là cái đây còn hơn 300 tuổi rồi các bạn. Thì đến năm được xây dựng đến năm 1832 và được trùng tu sửa lại một chút. Thì cái đền này thì kiến trúc gỗ, là ngày xưa được xây bằng gỗ rất là nhiều các bạn, nhưng mà do cái thời gian thì chỉ có một còn lại một số ít thôi. Thì trước giờ nguyên thủy mình thấy cũng còn rất là nhiều cái rất là đẹp. Thì cái đình Bình An này hàng năm thì tới ngày lễ thì tế xuân và tế thu tháng 2 và tháng 8 âm lịch thì ở đây sẽ diễn ra được cúng. Ở đây là cái vùng biển các bạn, nên người ta sẽ cúng nhiều cái liên quan về để cầu an cho những người đi biển, về cái sự bội thu của những người ngư dân ở đây. Thì cái đền này được di tích, được xếp vào di tích quốc gia năm 1996. Thì nó đặc trưng và nó có đẹp về cổ kiến sau 300 năm như thế nào thì mình sẽ review lại cho các bạn thấy ngôi đền ở Bình Thuận 300 năm, gọi là đền Bình An các bạn. Các bạn thấy như bên này thì nó cũng không tương đối là 300 năm, nhưng mà cây này tính ra cũng khá là lâu. Nhưng mà để mà thấy rõ hơn thì các bạn sẽ có thể là nhìn những cái ngôi cái viên ngói các bạn, phía sau đây nè. Thì đó các bạn thấy. Ở đây là chính điện các bạn. Ở đây là chính điện, những cái cột này chắc cũng đã lâu rồi, cũng được sơn lại bằng dầu sao các bạn ạ. Được đánh lại bằng dầu để cho cái khỏi mối mục ăn á. Thì theo mình thấy cái đền này cũng được nâng cấp một xíu, vì những cây trên đây nó cũng đã bị một chút ấy rồi. Mình sẽ review cho các bạn thấy xung quanh trước rồi mình sẽ vào chính điện sau. Tại vì ở đây mình thấy có hai cống á các bạn, hai bên trái và bên phải rất là đẹp. Đây là các bạn, chỉ có những ngày xưa, những cái đền chùa ngày xưa các bạn mới xây những cái như thế này. Có thể các bạn thấy thì rất là đẹp luôn, hơn 300 năm tuổi. Thì mình sẽ xây màn hình lại để review cho các bạn thấy là cái ngôi đền 300 tuổi toàn cảnh luôn. Như đây các bạn, đây là cái cổng cổng bên phải nha các bạn nha, nếu đối diện là kênh phải thì mình sẽ review hết là 300 năm tuổi còn được như thế nào. Thì mình cũng đi số nhiều chùa rồi, rất nhiều cái chỗ mà phải nói rất là lâu năm luôn các bạn. Thì đây là một ngôi đền phải nói là nếu mà trên 300 năm tuổi là phải nói là rất cổ kiến luôn. Tại vì ít có ngôi đền nào khoảng hơn 100 năm tuổi là đã thấy nhiều rồi các bạn. Thì khoảng 200 năm tuổi đổ lại thấy rất là nhiều. Nhưng mà đây thì đây là ngôi đền khoảng 300 năm tuổi. Như các bạn thấy là đây là mái gói âm dương.
nhìn gần như là nó cũng còn nguyên thủy luôn, nhưng mà không biết là trong khoảng 300 năm hình như đã được chụp trùng tu khoảng một hai lần các bạn. Thì ngôi đền này mình thấy nằm ở vị trí phong thủy rất là đẹp. Thì hai bên, bên trước gọi là tiền các bạn, thì nguyên luôn mặt biển luôn, và bên ngang không có gì, còn phía sau là một cái đồi cát rất là lớn. Thì theo phong thủy mình thấy rất là đẹp. Thì lát nữa mình vào mình hỏi chú thử coi thử ngôi đền này là khoảng 300 năm tuổi thì như thế nào. Thì đây là những cái bàn thờ, những cái bài vị của những cái người từng ở đây. Và đây các bạn, ở đây chỉ là phía bên phải nha, phía đối diện nha. Đây các bạn, thì qua cái nét gọi là cái cách xây dựng vào ngày xưa các bạn, thì mình thấy đúng là cái này phải trên 300 năm tuổi. Tại vì mình thấy có một số ngôi mộ hay là cổ các bạn xây tường rất là dày, xây tường tầm 80 đến 1 mét không à, là rất phải nói rất là bền luôn. Và nhà thì lúc nào cái cửa cũng rất là thấp. Mình nghĩ là sau này có thể nâng nền các bạn. Đây các bạn, thì phía sau lưng mình là cái ngôi miếu thờ có bàn quỳ đàng hoàng, nhưng mà tại vì cái chữ tiếng Hoa chữ Nho ngày xưa các bạn mình không biết được. Thì đây là bên góc tay phải. Kiến đình này mình công nhận rất là lớn, và phải nói là cổ kiến là mình thấy về cái 300 năm tuổi hơn, thì đó là một cái lẽ đương nhiên. Tại vì mình quan sát thấy cách xây dựng và những chạm chỗ điêu khắc thì đúng thật là, tại vì những cái ngôi mộ toàn là cổ ngày xưa các bạn, khi cái tường này người ta xây hầu như là đều 8-90 đổ lên. Đây các bạn, những tường xung quanh người ta xây đều 8-90 đổ lên. Thì mình đã từng thấy nhiều ngôi mộ như thế rồi, tại kênh của mình đó quay rất nhiều ngôi mộ cổ. Và những cái ngôi nhà cổ thì ngôi nhà cổ thì người ta không xây gì, nhưng mà thường những ngôi miếu ngôi đình người ta sẽ xây rất là dày và cái mái ngói rất là thấp nha các bạn nha. Ngày xưa người ta không có xây cao đâu, tại vì lúc nào khi mà bằng gạch, các bạn bằng gạch âm dương này thì lúc nào cũng mát mẻ chứ không có hòa ống đâu, nên xây rất là thấp. Thì còn cái khung cửa này nè, các bạn thấy là rất là thấp luôn, khi mình đứng lên thì đó rất là thấp, là mình chưa đứng lên cái mặt cửa nha các bạn nha. Thì đây là cái ngôi miếu, mình không biết thờ cái gì, nhưng mà vũ thao vũ để mình vào mình coi thử các bạn thấy là cái bài thờ cái gì. Ở đây thì theo mình thấy thờ ông Đoàn Vũ Thao các bạn, nhưng mà mình không biết là ông này có cái gì ở đây không, hay là một vị thần, hay là một cái người đã từng ở đây để mà nói chung là mình để những người đã từng ở trước các bạn khi người ta mất cũng có thể là được thờ ở đây, hay là những người phải có công và những người giúp đỡ với dân vùng biển thì thì chắc chắn sư thờ ở đây các bạn. Gạch thì bằng gạch tàu ngày xưa luôn các bạn này, gạch tàu ngày xưa luôn. Vào nơi này mình thấy rất là hay, có nhiều cái cho lại nhiều kỷ niệm. Mình thì thích những cái gì cổ kính thôi các bạn. Đây đây là một cái bên tả hữu thôi nha các bạn nha, còn bên dãy bên đây nó là rất là rộng luôn. Xung quanh thì được xây bằng tường đá, đường gọi là đáy các bạn, đá núi đó. Đây rất là dày, và phía bên tường ở đây cũng gì nè, còn phía trước là biển nên người ta sẽ trồng đồi dương để cản lại cái gió và cát các bạn. Hiện tại thì mình đang ở phía sau lưng các bạn ạ, phía sau lưng ngôi miếu khá rộng. Đây thì bên trái này các bạn ạ, bên phải chứ, bên kia nếu đối diện thì mình nói chung khi mình nhìn vào thì bên đây là bên trái, mà khi ngược lại bên đây bên phải thì hai bên có tả hữu các bạn. Ngôi đình ngôi miếu nào nếu mà rộng lớn ngày xưa người ta xây đúng chuẩn và phong thủy đều xây những kiểu cách như thế này. Ở đây mình thấy thờ một cái bài vị rất nhiều tên tuổi, chắc có lẽ là những người tiền nhân ngày xưa. Bên đây thì mình đọc thấy là danh sách liệt sĩ thời kháng chiến các bạn. Bên đây
dành cho một cái thờ để cái chỗ thờ để thờ những người liệt sĩ anh hùng ngày xưa các bạn. Mình cũng không ngờ là cái ngôi đền này khoảng hơn 300 năm tuổi mà vẫn còn rất là nguyên vẹn, rất là độc đáo. Và đây có thể là bên phòng để nấu ăn hay là đại khách các bạn nè. Đây là chắc bên nấu ăn đại khách hay là để mà làm đồ cúng được, để cúng kính được. Ở phía góc thì mình thấy xây một cái đầu lân. Đó. Cái này mình nghĩ là chắc còn cái về cái độ tuổi là đúng là nó chỉ có chảy xước đồ này nọ, mất một số thôi các bạn, nhưng mà vẫn còn nguyên vẹn rất là đẹp. Giờ cũng có một số cây gỗ cũng đã bắt đầu mục dần các bạn, tại vì trên 300 tuổi rồi mà ở gần biển nữa thì ít nhiều gì cũng có sự mà nó hư hao đôi chút. Thì hơn 300 tuổi mà còn giữ nguyên như thế này cũng đã gọi là một kỳ tích rồi các bạn. Còn đây là cái khu chánh điện nha các bạn nha. Còn đây là khu chánh điện để thờ. Mọi thứ gần như cũng còn khá nguyên vẹn các bạn. Thì mình chắc là cũng có một số thì cũng sửa ít nhiều, tại vì còn hơn 300 năm thì khó thể nào mà giữ nguyên hoàn toàn 100% được. Thì đây là cái toàn cảnh của ngôi đền luôn các bạn, nhìn rất là đẹp. Thì 300 năm tuổi mà còn như thế này, mình cảm thấy đó là một sự rất là quý các bạn, rất ít còn ngôi đền như thế này.